Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký chống dịch Covid-19 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tối ngày 23 tháng 8, thêm 10.266 ca mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.251 ca. Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 23 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 10.266 ca mắc mới COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.251 ca, thứ hai là Bình Dương với 3.183 ca. Trong ngày có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, trên hệ thống quản lý các ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh. 4.251 ca, Bình Dương 3.183 ca, Đồng Nai 623 ca, Tiền Giang 459 ca, Long An 388 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 154 ca, Đà Nẵng 152 ca, Đắk Lắk 128 ca, Khánh Hòa 125 ca, Nghệ An 111 ca, Đồng Tháp 100 ca, Cần Thơ 85 ca, An Giang 75 ca, Bến Tre 65 ca, Kiên Giang 57 ca, Phú Yên 43 ca, Hà Nội 40 ca, Bình Thuận 36 ca, Trà Vinh 34 ca, Sơn La 21 ca, Bình Định 19 ca, Tây Ninh 17 ca, Thừa Thiên Huế cũng có 17 ca, Bình Phước 13 ca, Vĩnh Long 10 ca, Bắc Giang 9 ca, Quảng Nam 8 ca, Đắk Nông 7 ca, Ninh Bình, Quảng Bình, mỗi tỉnh có 6 ca, Gia Lai, Bạc Liêu, mỗi tỉnh có 5 ca, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, mỗi tỉnh có 4 ca, Bắc Ninh có 2 ca, Thanh Hóa, Hà Nam, Lâm Đồng, Cà Mau, mỗi tỉnh có 1 ca, trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng. Sau ngày 23 tháng 8 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đã đăng ký bổ sung 117 ca lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. Như vậy trong 24 giờ qua thì số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 58 ca, Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca, Long An tăng 23 ca. Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay thì Việt Nam đã có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân thì Việt Nam đứng thứ 169 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân thì cứ 1 triệu người thì có 3.646 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm có Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang. Có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm có Quan Tum, Thái Bình. Có 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh với 180.245 ca, Bình Dương 73.425 ca, Đồng Nai 18.311 ca, Long An 18.193 ca, Tiền Giang 7.743 ca. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23 tháng 8, nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi là 154.612 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 711 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 26 ca. Ngày 23 tháng 8, tiểu ban điều trị của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca không qua khỏi tại thành phố Hồ Chí Minh, 340 ca, Bình Dương 34 ca, Long An 6 ca, Đà Nẵng 3 ca, Đồng Nai, Đồng Tháp mỗi tỉnh có 2 ca, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu mỗi tỉnh có 1 ca. Tổng số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 23 tháng 8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ không qua khỏi do dịch COVID-19 trên thế giới. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua thì đã thực hiện 269.928 xét nghiệm cho 539.008 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8.

trong đó có 111.630 ca diễn biến nặng. Trong ngày thì số ca nhiễm của thế giới tăng 139.713 ca, số ca không qua khỏi tăng 2.864 ca, châu Âu tăng 23.516 ca, Bắc Mỹ tăng 7.779 ca, Nam Mỹ tăng 249 ca, châu Á tăng 104.922 ca, châu Phi tăng 1.726 ca, châu Đại Dương tăng 1.521 ca. Tại Đông Nam Á trong ngày ghi nhận 63.848 ca, trong đó Indonesia tăng 9.604 ca, Malaysia tăng 17.672 ca, Thái Lan tăng 17.491 ca, Philippines tăng 18.332 ca, Campuchia tăng 410 ca, Lào tăng 152 ca, Đông Timor tăng 187 ca. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 ở nước ta. Trong ngày 22 tháng 8 thì đã có 298.376 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.530.221 liều, tiêm mũi hai là 1.834.348 liều. Những hoạt động của ngành y tế trong ngày Bộ Y tế tiếp nhận 501.600 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca do chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam. Ngày 22 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn số 5897 nvi về hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn phường xã thị trấn trong thời gian giãn cách xã hội. Ngày 22 tháng 8, một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu thực hiện thí điểm cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19, test nhanh COVID-19 tại nhà. Theo kế hoạch, có khoảng 400 trạm sẽ được thành lập và đi vào hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 8 năm 2021, giai đoạn 1 và trước ngày 27 tháng 8 năm 2021, giai đoạn 2, dự kiến mỗi trạm y tế lưu động sẽ quản lý và chăm sóc từ 50 đến 100 người F0. Tỉnh Long An triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại 5 địa phương tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Duộc, Cần Đức và thành phố Tân An. thêm gần 3.000 nhân lực y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến tối ngày 22 tháng 8, có thêm 3.000 nhân lực y tế sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai để hỗ trợ chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Hồng Sơn, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Y tế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, vụ tổ chức cán bộ đã có văn bản gửi đến các đơn vị trực thuộc và các tỉnh thành phố để huy động nhân lực y tế tiếp tục đến hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng Nai triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đến tối ngày 22 tháng 8, đã có 1.800 cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên của một số trường khối ngành y dược đăng ký tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh. Số này gồm 750 học sinh sinh viên trường cao đẳng y tế Bạch Mai đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 22 tháng 8 để sáng ngày 23 tháng 8 tham gia cùng lực lượng lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ của thành phố, triển khai các tổ lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng. Cùng với đó, trường Đại học Y Hà Nội cử thêm 250 người, trường Đại học Dược Hà Nội sẽ cử 200 người, Học viện Y Dược học cổ truyền cử 150 người, trường Đại học Y Dược Thái Bình cử thêm 250 người, trường Đại học Y Dược Hải Phòng cử 200 người. Vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn cũng thông tin 8 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã lên danh sách cử 450 đến 500 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai để đồng hành cùng các đồng nghiệp chống dịch. Như vậy, sau một ngày, từ 21 đến 22 tháng 8, Bộ Y tế đã làm việc gửi công văn huy động được khoảng 2.250 đến 2.300 cán bộ chuyên gia, y bác sĩ và học sinh sinh viên thuộc các đơn vị của Bộ Y tế tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh và ba địa phương trên phục vụ các hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn nói. Cũng theo vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, đến thời điểm này, báo cáo từ một số tỉnh thành phố gửi về Bộ Y tế cho biết, có thêm 750 nhân lực y tế sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Long An, Đồng Nai tham gia phòng chống dịch. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc, huy động thêm nhân lực y tế từ các đơn vị trực thuộc bộ và các địa phương để đảm bảo nguồn lực cho thành phố Hồ Chí Minh và ba địa phương trên chống dịch, vụ trưởng Nguyễn Hồng Sơn cho biết. Như vậy, cùng với số nhân lực y tế đã huy động cập nhật đến trưa 21 tháng 8 là 14.543 cán bộ, chuyên gia, y bác sĩ, giảng viên, sinh viên khối ngành y đã đến thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam. Sẽ có thêm 3.000 các lực lượng y tế đã và sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai trong đầu tuần tới để đồng hành phòng chống dịch.